Nghe tiếng mèo kêu inh ỏi trên nóc nhà, người chủ lần theo dấu vết thì phát hiện quái vật ẩn náu trên mái nhà. Mới đây, một người đàn ông ở Indonesia đã đăng tải lên TikTok đoạn clip khá đáng sợ, khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao. Theo đó, khi anh vừa đi làm về thì phát hiện phòng ốc bừa bộn và kèm theo đó là tiếng mèo kêu gào thảm thiết phát ra từ hướng mái nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người đàn ông vội lần theo tiếng mèo kêu thì trông thấy một lỗ thủng lớn trên mái nhà với một cái đuôi to lớn lộ ra. Quá sợ hãi, người đàn ông đã tức tốc gọi điện cho đội cứu hộ. Khi nhân viên cứu hộ bắt đầu tháo dỡ một phần mái thì những người có mặt tại hiện trường đều ồ lên khi trông thấy một con trăn khổng lồ. Bọn họ cố gắng túm đuôi lôi nó ra ngoài nhưng con vật ra sức chống trả, cố gắng trốn sâu hơn vào trong. Tuy nhiên, với sức lực của gần 10 người đàn ông, sau gần 30 phút chật vật, cuối cùng họ cũng tóm gọn được con vật. Được biết nó là một con trăn gấm có chiều dài lên đến gần 6 mét. Rất may con mèo chỉ bị thương nhẹ và sự việc vẫn chưa gây thiệt hại nào về người. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều cư dân mạng cảm thấy sợ hãi và để lại bình luận bên dưới video. Má ơi, nó to khủng khiếp, mình mà nhìn thấy con này ngoài đời chắc xỉu cái rụp luôn quá. Đợt vừa rồi có bà cô cũng ở Indo bị con trăn 7 mét nuốt chửng nè, tôi xem mà ám ảnh tới giờ. Cũng may mà phát hiện sớm chứ tối đang ngủ mà con này rớt từ trên trần nhà xuống thì có nước đăng suốt thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin Ba Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin Ba Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.